Hôm nay là ngày mùa nghe quý bà con. Năm nay em thu hoạch lúa phải hơn 10 năm nghe. Vì sát bên nhà em có ông anh mới mua cái máy gặt đập liên hợp nghe quý bà con. Nên là ông xuất phải quá muốn gửi hồi nào có nãy. Hồi trước kia có hai đám, ba đám nhỏ nhỏ ấy. Mà gọi là nó chơi nghe bà con. Năng nỉ ý âu. Nó có chữ ngày cuối cùng gặt hết đâu rồi giờ nó mới gặt mình nghe. Rồi năm nay phải quá. Có ông anh cũng mới mua cái máy ở đây không biết mấy trăm triệu đó mà ông ra ông làm tích tắc xong rồi bà con ha. Rồi để ông quay cho bà con mình xem ha. Đó. Ông quốc chắc cỡ 15 phút. Hơn sao. Hơn sao lúa được 11 tấm 12 tấm bà con ơi. Nãy em nhờ em với lũ nhỏ rồi kéo vô nhà rồi đó. Bây giờ còn phía bên kia còn mấy đám nữa mà do chiều này trời chắc nó sợ mưa sớm nên là các hai đám đây nghỉ rồi mai ăn chắc tiếp. Còn gà đây bà con, gà đây giờ có người nữa nó hỏi rồi nói sau khi cắt xong cái sai xào họ lấy gà luôn nha quý con. Mình chỉ việc bấy lúa thu hạt còn rạ rồi là rạ rồi là nấu lá hết nay được phế chuyện đấy đó. Em quay sơ sơ qua cái đồng lúa mà em làm nha. Đó sơ sơ đó, bên đây là có đổ phòng nữa nghe bà con. Giờ em cũng đang do là thu hoạch đổ phòng. Đồ phòng em gặp anh gì anh bảo mấy ngón đồ phòng á là nhờ ảnh là anh suốt nên là phải cắt lúa sớm để có cái đường ra đám đồ phòng này nha. Ra đám đồ phòng đây phải cắt lúa, tranh thủ cắt lúa sớm rồi mau nhổ xong đồ phòng nữa là rồi mấy ra nó suốt luôn. Nói chung này làm đây là có máy móc hỗ trợ rất là khỏe nha bà con. Giá như qua 11 bao nhiều đó cho mấy nhiều đó đủ ăn năm rồi á, nhiều đó đủ ăn năm rồi á. Có 11 tấm đây đủ phòng, đây đủ phòng. Năm nay lúa mất mùa mà đủ phòng được trái nha bà con. Đây đổ phòng đây chắc dầu kiểu đây phơi khô rồi sáp rồi kháp rồi ép dầu chắc cũng ăn chắc được cả năm dầu phòng nha bà con. Đó dầu đổ phòng rất là dài, vừa làm vừa chơi thư giãn mà bà la quá trời quá đất luôn. Công đưa bà lên YouTube mà bà được lên là bà không khen mà bà không la nữa, chán quá. Lấy mẫu đổ không làm chai gó mèn làm cái cực gì cái lấy bụi do mưa quá này đóng được mưa đã nó chầm hết giải to mưa hôm giờ tới mấy tờ cái tầng mà mới trồng cái bình đàn chỗ nào. Nhổ đi, nó đang quay nhổ mà cứ làm cái tùng ngơ ngơ mệt quá. Nhổ đi. Tôi đứng không nấu, đau lưng lắm, ngầu lớn lớn như bà hay lớn đi. Chỗ đất chưa nhổ á. Mà nhổ ra nó chụp. Chưa lên trên giường thì mà chưa bấy chưa nhập, cứ ăn đi cho giường thì có rác coi có nhẫn lầm của phong đủ hơi gì cần con cầu nó vừa giấy nhất này. Si no le ayuda a la fábrica el camión le da. Nhớ nó một ngày à. We'll be right back.
vô.